Chào các bạn nha. Thì tiếp tục mình tiện thể mình quay luôn cái đoạn đường. Cái đường là đường làng của thôn Hòa Hội, xuyên qua thôn Hòa Mỹ. Và con đường này hiện nay là nó trở thành con đường chính, con đường lớn của cái xã Xuân Cảnh. Sắp đến thì xã Xuân Cảnh lên thành một cái phường của thành phố Xuân Cầu trong khoảng 3-4 năm nữa đây. Thì con đường này hiện nay đang có dự án là sắp sửa là mở rộng ra mỗi bên thêm 2,5 mét nữa, nó thành con đường này tới là 10 mét các bạn. Thì con đường này nó bắt đầu từ đường quốc lộ 1A của thôn Hòa Mỹ, nó chạy dọc xuống một đoạn của thôn Hòa Mỹ đến thôn Hòa Hội, chạy hết thôn Hòa Hội ra đến cầu Xuân Cảnh, cầu Xuân Cảnh để sang cái khu du lịch Bãi Tràm và khu du lịch của thôn Hòa Thạnh và Hòa Lợi. Hiện nay thì con đường này là rộng quá. Hai bên thì đường thì người ta cũng đã bắt điện hết rồi, bắt điện rất là sáng. Và để phát triển Xuân Cảnh này trở thành một cái phường thì việc xây dựng đường mở rộng đường là cái cần thiết. Và đặc biệt là con đường này nó sẽ trở thành một đường chính. Đến đây là nối tiếp, chạy lên tiếp là cái thôn Hòa Mỹ đó bạn. Đây là thôn Hòa Mỹ. Này hai bên đường khá là nhà cửa khang trang. Thôn Hòa Mỹ là cái thôn
quay lên cái đoạn này, mình đi cái đoạn trên này. Đây thì cái khu này nó rất là hoang vắng. Hôm nay thì nó thay đổi rất nhiều. Đi ra phía bên ngoài này. Mẹ mình ở cùng